you thì một cái người kia sẽ đáp lại là you welcome. Vậy thì you welcome nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là chúng ta đoán được không? Chúc mừng. Ví dụ như khi chúng ta làm được một việc gì đấy tốt, mình giúp một người khác đi, thì khi mà mình giúp xong thì người đấy sẽ nói là cảm ơn đúng không? Vâng. Vậy thì mình sẽ đáp lại người đấy là gì? Không có gì đúng không? Vâng. Hoặc là không có gì đâu, chuyện cũng nhỏ thôi mà đúng không? Thì you are welcome chính là cái câu như thế đấy, không có gì đâu, được chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn vào một bài hát nha. Các bạn cũng thấy là okay, and